khi người mộ kết phát thì trong dòng họ sẽ có một số tuổi hoặc chưa chắc đã có tuổi nào, tức là chờ nó đẻ ra được một số tuổi hoặc chưa chắc là tuổi nào, nó có một cái nở ra cả họ ăn nó không ăn được. Thì bây giờ chúng ta phải cần phải hiểu xem thế nào là phát và thế nào là kết, kết tốt hơn hay phát tốt hơn, tại vì cứ nó mai sau kiểu gì tiếp ra hỏi là kết mà trả lời luôn nó nhanh đúng không ạ? Kết tức là bó vào, phát tức là nở ra, kết tức là đan vào, phát tức là nở ra. Thế thì thông thường đấy, những cái âm trạch thường đặt vào những cái vị trí và những cái dây năng lượng nó giao vào với nhau. Nếu nó xảy ra hiện tượng gọi là cái dây đấy nó gọi là giao thoa thì nó tạo ra sự kết buộc về mặt năng lượng. Nếu kết buộc mặt năng lượng thì nó sẽ tụ tại một điểm thì người ta gọi đấy là kết. Và khi mà nó nở ra, nó phát quang ra ngoài thì gọi là nó phát, và biểu hiện ra bên ngoài thì đó là cái việc mà đất nó đùn lên. Nó giống như cái dòng năng lượng nó đẩy là cái đất tự nhiên làm sao nó đùn lên được. Đùn lên được có thể là bị mối nước sông đùn lên à, hay là phải là do là cái trạng thái năng lượng dồn từ các phương vào. Vì mặt khoa học là mình phải làm rõ cái việc đấy, tức là cái ngôi mộ càng ngày nó càng nở ra thì cứ gọi đấy là phát. Thế thì khi mà linh cốt được đặt trong cái trạng thái năng lượng giao thoa kết và tỏa năng lượng ra như thế thì cái con cháu của cái linh cốt đấy nó sẽ có được cái sự thay đổi và sự phát triển, Thế thì ở đây nó xảy ra một trạng năng lượng ley line thứ hai, tức là cái trạng thái năng lượng của địa mạch nó kết hợp giao thoa và nó giao thoa và nó cộng hưởng cùng với cả cái linh cốt đó. Và thứ ba nữa, nó phải cộng hưởng với cả một cái trạng thái năng lượng của người đang sống. Ở đây trong bộ môn phong thủy nó gọi là tuổi và bát tự, đã biểu hiện ra ngoài là ngày tháng năm sinh. Cho nên chỉ nhìn một cái ngôi mộ phát đo tọa hướng đo mạch ở đấy xong thì lấy bát tự, lấy năm sinh là cái mã thứ nhất, sau đó lấy tháng sinh là mã thứ hai, lấy tiếp ngày sinh là mã thứ ba, lấy giờ sinh là mã thứ tư, thường chỉ đến ngày sinh là đủ rồi, sẽ biết rằng ngôi mộ này nó kết phát cho tuổi nào. Nếu được hợp năm thì được bao nhiêu, hợp đến năm cộng tháng là được bao nhiêu, năm cộng tháng cộng ngày thì được bao nhiêu, còn không được năm thì khỏi được luôn. Cho nên là khi ngôi mộ kết phát thì trong dòng họ sẽ có một số tuổi hoặc chưa chắc đã có tuổi nào, ta phải chờ nó đẻ ra được một số tuổi hoặc chưa chắc là tuổi nào, nó có một cái nở ra cả họ ăn nó không ăn được. Tôi dùng cái từ là ăn được không, tức là không có tuổi nào để mà hợp, để mà nó hưởng phúc khí của cái sự giao thoa và sự nở phát sản triển ra như thế đấy. Còn cái sự phát triển khi nở ra đến như thế, hỏi đến đến bao giờ thì khi nó đã phát khí ra rồi thì nó liên quan đến vận. Và bộ môn văn hóa phương Đông nó hoàn toàn tính được ra khái niệm là vận, tức là cái này là cái tọa hướng này nó phát được bao nhiêu năm, còn bao nhiêu năm đến bao nhiêu năm là nó phải xuống. Nó giống như hình sin cố định rồi, ông đang nằm ở đoạn này, bây giờ bắt đầu ông hợp gì ông sóng thì phải đoạn ông còn gần này, xong rồi nó xuống còn gần này. Bây giờ nếu như nó phát ở đoạn này thì đoạn ông dài hơn, nó đến đây nó dài hơn, thì nó đơn giản như vậy. Thì hoàn toàn đo tọa hướng là có thể tính toán được và đo được cái mạch, cái long nhập thủ tại đấy là có thể tính toán được xem là cái mộ đấy nó còn phát bao nhiêu năm và phát thế nào, làm nào để gìn giữ bảo tồn phát triển nó. Còn cái việc mà cái bộ phát là cả dòng họ phát hay một vài người phát là nó không liên quan, nó phải xem mức độ tương hợp của cái tọa hướng đấy với cái tuổi, cái bát tự, cái năm tháng ngày giờ sinh, như cái tứ trụ của các thành viên trong cái dòng họ đó. Mà trong dòng họ đó người ta lại phải tính rằng là nhiều khi cái chữ tính nó bị nhầm nhé, tức là cái dòng họ đấy, tức là bản thân cái người mộ đấy là mộ của người nam hạn đi hay mộ người nữ đi, thì người ta phải tính sang cả dòng nội và tính sang cả dòng ngoại nhé. Không, nhiều khi chả thấy ông nội nào phát nhưng lại phát bên ngoại cơ, hiểu ý không ạ? Xong lại bảo chả phát tí ra thì là cả, nhưng thực ra mà cái nhánh ở bên ngoại đến ba đời, đến đời thứ tư, đến thứ năm là không khéo lại ngon, nên mình hiểu thấy không, nhiều khi là lại bị nhầm. Thì tôi chia sẻ nội dung với chị như vậy.